Hi mọi người, hôm nay mình sẽ ăn cơm với cua gạch ngâm tương nha. Đây là con cua và trứng ngâm tương nè mọi người. Mình vẫn ở đỏ ở chỗ cũ nè. Một con cua như vậy khá là to luôn, có thể ăn được hai người. Bây giờ mình bày ra dĩa nha. Và trong thời gian đó thì mình cũng có nấu cơm sẵn rồi. Còn đây là trứng ngâm tương lòng đào nha mọi người. Trứng gà ta nhìn ngon lắm. Cái phần cơm của mình cũng đã chín rồi, rất là nóng và ngon luôn. À quên nữa, từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 2023 mọi người tham gia chiến dịch ăn cùng TikTok bằng cách đăng tải các video ẩm thực kèm hashtag ăn cùng TikTok để có cơ hội nhận được các phần quà cực kỳ hấp dẫn như iPhone 14 Pro Max hay iPhone 14 nha. Và lần này chiến dịch ăn cùng TikTok có sự đồng hành của nhãn hàng OFood. Mọi người cùng tham gia ăn cùng TikTok để được nhận được giải thưởng hấp dẫn từ TikTok và OFood. Trong hộp quà có rất nhiều món quà dễ thương luôn, toàn những món mình thích không à. Cái hộp quà thì cũng đã khui rồi nè. Bây giờ mình ăn cơm với cua ngâm tương và rong biển OFood. Cái loại rong biển này mọi người có thể ăn không hoặc là ăn kèm với cơm rất là ngon nha mọi người. Cái rong biển thì giòn tan luôn, cái này rất là nhiều vị luôn á, mình ăn mình không có bị ngán luôn á mọi người. Và sau nhiều lần ăn cua ngâm tương thì mình thấy trộn cơm như vậy ăn nó ngon lắm. Cái này thì mình thấy mấy anh chị bên Hàn Quốc hay ăn như vậy á, mà công nhận lúc mình trộn vào ăn nó béo lắm á. Còn phần trứng lòng đào mình bóp ra, cái lòng đào nó chảy mà nó dẻo, ăn nó đã lắm luôn. Cái tương thì thấm đều nè, chắc là do mình ăn quen mình thấy nó không có bị tanh, nhưng mà bạn mình ăn thì lại ăn không được. Mình cũng không hiểu sao luôn, nhưng mà ăn nó ngọt thịt lắm mọi người. Con cua thì rất là to nha, bẻ tới đâu là thịt tới đó luôn. Và bạn nào mà lần đầu tiên ăn cái món này mà sợ bị tanh á thì mình rắc mè vào, mình ăn kèm với rong biển và kim chi thì nó sẽ đỡ hơn và ok hơn nha. Nhưng mà ăn nhiều lần sẽ bị ghiền giống như mình nè.